Nói ba lời này, nghiệp cuộc không chừa một ai. Quý vị thân mến, sống ở trên đời này, ai cũng hướng tới một cuộc đời giá trị hạnh phúc và một cái đầu thảnh thơi. Thế nhưng, Đức Phật đã dạy, muốn có được những điều trên thì tuyệt đối có ba điều không thể nói. Và ba điều đó là gì? Hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu ngay sau đây quý vị nhé. Ba điều không thể nói. Đôi khi im lặng là vàng. Vì có những điều nói ra chỉ khiến tình cảm sứt mẻ. Nhịn một chút cho qua thì thiên hạ ắt thái bình. Điều gây nghiệp đầu tiên đó là nói xấu. Nói xấu thường xuất phát từ tâm lý ghen tị với thứ người ta có mà mình không có. Nói xấu ai đó chỉ cho thấy lòng dạ hẹp hòi, nhỏ nhen, chứ không thể làm bản thân mình khá lên. Thậm chí chỉ sướng cái mồm nhưng lại hại cái thân không chừng. Trong cuộc sống này, ai cũng có những vấn đề riêng. Nếu bạn chưa thực sự hiểu thì tốt nhất chớ nên đánh giá. Tương tự, khi ai nói xấu mình thì cũng đừng bận tâm. Nói lời xấu xa sau lưng với người khác thì càng nói bạn càng khiến mọi người xa lánh mình. Nói lời ác nghiệt không chỉ khiến người khác tổn thương mà còn làm tiêu tan hết phước lộc của bản thân. Đây là một trong những lời Phật dạy về ba điều không nên nói. Ở đời, tôi nguyện không nói lỗi lầm của người khác. Đây là một trong những lời nguyện của Bồ Tát. Ai cũng có câu chuyện riêng của mình. Nếu bạn chưa thực sự hiểu thì tốt nhất chớ nên đánh giá. Cũng giống như vậy, đừng quá bận tâm khi ai đó nói xấu mình. Nói lời vô ích thì càng nói càng lãng phí thời gian. Nói lời ác nghiệt khiến người khác tổn thương, càng nói nhiều thì lại càng hại mình, hại người. Còn nói lời xấu sau lưng người khác thì càng nói bạn càng khiến mọi người xa lánh mình. Nhân chi sơ tính bản thiện. Con người ta sinh ra đã có phần thiện trong mình, nên đối đãi với người bằng tấm lòng thiện lương. Mỗi lời thiện có thể ấm ba đông chính là vậy. Học ăn, học nói, học gói, học mở. Mỗi người chúng ta phải biết cách kiểm soát lời nói của mình khi nói chuyện với người khác. Cho nên đưa chủ đề cuộc nói chuyện biến thành cuộc nói xấu, đấu tố người không có mặt ở đó. Ở đời luôn có luật nhân quả. Đừng nói xấu hay làm chuyện hại người. Chính bạn chứ không phải ai khác sẽ gánh nghiệp của mình. Khi ta đang nói xấu người khác, chính là ta đang tạo tác nhân cho người khác nói xấu mình. Nói xấu người khác cũng chính là bỏ lỡ cơ hội để yêu thương. Đừng để mình có cách nói chuyện khiến khẩu nghiệp chất chồng. Điều không thể nói thứ hai đó là không nói lời oán hận. Điều đầu tiên không nên nói đó là những lời oán hận. Chúng thường xuất phát từ lòng hận thù, không hài lòng với một người hay một sự việc nào đó. Khoa học đã chứng minh rằng, mỗi khi sân hận nổi lên khiến cho cơ thể, nội tạng của bạn cũng bị tổn thương ở mức độ nào đó. Thế nên mỗi khi tức giận, tương đương với việc chúng ta tự uống thuốc độc và dần tự hủy hoại bản thân. Vậy nên, khôn ngoan nhất vẫn là tự mình tìm cách hóa giải lòng hận thù để chúng sớm tiêu tan. Mỗi khi gặp điều trái ý, hãy tập nghĩ rằng cuộc sống này quá ngắn ngủi. Ta gặp họ cũng chỉ một lúc mà thôi. Tại sao không đối xử với nhau thật dễ thương, lưu lại những điều tốt đẹp về nhau? Cuộc sống này ngắn ngủi lắm. Nếu là có chuyện gì thì hãy tìm cách giải quyết, bởi chúng ta chẳng có đủ thời gian để phàn nàn. Giữa trời đất mênh mông vô tận, con người chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi. Ai sẽ lắng nghe lời phàn nàn của bạn? Người sống trên đời này, phàn nàn một ngày chỉ bằng cố gắng đi một ngày. Chỉ có sự cố gắng và nỗ lực của bản thân thì mới nhìn thấy ánh sáng của bình minh ngày mới. Hãy nhớ lời Phật dạy. Chớ nên nói những điều này, bởi suy cho cùng thì nó cũng chẳng mang lại lợi ích gì. Chuyện rắc rối bạn đang gặp phải chẳng vì phàn nàn của bạn mà tiêu tan.
người đã bỏ bạn ra đi, chẳng vì phàn nàn của bạn mà quay trở lại. Hà cớ gì chúng ta lại làm những chuyện tốn công vô ích như vậy? Nói nhiều lời sân hận, bạn bè, bằng hữu rời xa, mà người khác tức sẽ xem thường ta. Thay vì than phiền, hãy nỗ lực phấn đấu, hãy coi khó khăn là động lực và cố gắng vượt qua để đạt được thành công. Nhớ tu miệng trước khi tu thân, để đời đời hưởng phúc. Điều không nên nói thứ ba là không buông chuyện. Người buông chuyện thường ngồi lê đôi mắt, cái chuyện người này là kể cho người khác. Thói quen xấu này rất khó bỏ, vì nó như chất gây nghiện khiến người ta không nói ra thì không chịu được. Câu trên miệng quen thuộc lúc này đó là: tôi nói bà bí mật này, nhưng bà đừng có kể với ai. Thế nhưng cuối cùng thì ai cũng biết, và người ta dần có ác cảm xa lánh bạn. Người thêu dệt câu chuyện ấy tưởng rằng lời nói gió bay, như một lời vô tình không cố ý, cũng có tính sát thương rất cao, nhất là những lời đó nhằm vào một cá nhân mong manh, yếu đuối. Không ít người đã tự tử chỉ vì một câu nhận xét vô tâm của người khác. Thế nên cần lưu ý thận trọng với lời nói mình nói ra. Muốn được người khác yêu thương, tôn trọng thì bạn cũng nên tôn trọng đời tư của họ. Nếu biết câu chuyện của người khác, hãy cố gắng giấu kín, dành thời gian để từ chuyện đó mà rút kinh nghiệm cho bản thân. Thay vì lãng phí thời gian để đi buôn chuyện thì nên tập trung học hỏi những kỹ năng mới, tự tôi luyện bản thân mỗi ngày. Thưa quý vị, muốn đời hạnh phúc, hãy tu cái miệng trước khi tu thân. Vì cái miệng mang khẩu nghiệp sẽ kéo tạo những hoàn cảnh khó lường, bất phục. Tâm hướng thiện, nói được làm không được, giọng ngữ rất nguy hại. Mọi người không nên cho rằng nói dối có thể đạt được thành công. Phải biết giọng ngữ chỉ lừa được nhất thời chứ không gạt được cả đời. Sớm muộn gì cũng sẽ thành là giác đá đập chân mình. Lưu ý, sống mà ngôn hành trái nhau, nói đến làm không đến cũng là giọng ngữ. Vì vậy, hễ phát nguyện thì ta phải làm tới nơi, nếu không sẽ nhận quả xấu. Năm 2004, tôi và sư đệ quả trụ gặp một chuyên viên kỹ thuật hàng không. Do con trai ông bỗng phát bệnh thần kinh gây ầm náo, nó khiến chòm sống xung quanh chẳng an. Ông đã tốn rất nhiều tiền mà không trị hết, vội tìm đến chúng tôi xin giải thích dùm. Còn ông bị bệnh như vậy là do nguyên nhân gì? Quả trụ hỏi, có phải mấy năm trước ông từng giết chết một con bồ câu? Ông lúng túng một hồi rồi ấp úng thưa, lúc đó tôi công tác tại Thái Nguyên, có con bồ câu đưa thư bay đến chỗ tôi. Tôi bắt nuôi nó mấy ngày, sau đó thèm quá nên giết làm thịt cho cả nhà. Con bồ câu ấy hiện đang đeo theo để chờ thời cơ báo thù cả nhà ông. Do hiện thời phúc ông còn nhiều, sức khỏe quá tốt nên nó chưa thể báo oán ông. Còn con trai ông do thân thể suy nên nó có dịp quấy phá. Chỉ còn cách này, ông nên phát nguyện ăn chay, hãy vì con chim mà cầu siêu. Ông có làm được không hả? Ông ta hùng hổ đáp, chẳng hề chi. Đừng nói là không được ăn thịt và phải tụng kinh, cho dù phải thực hiện những điều khó khăn hơn thế nữa, vì con trai tôi sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì. Được mấy tuần, ông gấp rút gọi điện thoại quả trụ. Từ hôm đó trở đi, tôi hoàn toàn làm theo như lời ông vậy. Thấy con tôi mấy ngày qua tình trạng rất tốt, nhưng mới hồi hôm, nó lại nổi cơn gây ầm náo. Nguyên nhân là do đâu? Ông có làm y như tôi bày không? Có mà, mấy hôm nay tôi một bề ăn chay, ngày nào cũng tụng bộ kinh Địa Tạng để siêu độ con bồ câu. Không đúng, mấy ngày nay ông ăn sủi cảo nhân thịt mà.
Ông vừa nghe xấu hổ, nói: "Vợ tôi làm sủi cảo, ăn tối thèm quá, nên có ăn một tí xíu, chỉ một cái thôi à." Ăn một cái thì cũng không tính là ăn chay. Hồi đầu ông phát nguyện như thế nào? Ông nói hùng hồn, ngon lành như vậy mà làm không tới nơi. Ông tái ăn mặn để làm tổn hại chúng sinh, thế thì làm sao có thể tha thứ cho ông được? Ông ta lúc đó xấu hổ, luôn miệng hứa là sẽ không ăn mặn nữa. Mấy tháng sau liên lạc lại, con ông quả nhiên hết bệnh. Con đường tu giống như đi học. Nếu bạn muốn biết chữ để đọc báo thôi, thì chỉ cần tốt nghiệp sơ chung là đủ. Còn muốn học chuyên khoa để tương lai làm về kỹ thuật thì phải vào trường kỹ thuật chuyên nghiệp. Còn muốn ôm hoài bão cao, muốn trở thành khoa họa gia giáo sư thì bắt buộc phải đậu vào trường đại học mới có thể thành tựu. Đương nhiên, mục tiêu càng cao, ắt thi cử thử thách phải nhiều. Hy sinh càng lớn, học phí cũng bội. Có người quan niệm chỉ cần không làm người xấu, dù có làm nữ hay nam chi cũng tốt. Nhưng có kẻ lại cho rằng phải thường bố thí để tương lai sinh ra được giàu sang. Dù quan niệm có như thế nào thì bạn cũng cần nên nhớ kỹ, ăn thịt là sát sinh. Nếu ăn thịt chúng sinh, chúng sẽ không đảm bảo tương lai bạn sẽ sinh làm người. Còn muốn sinh lên trời hưởng phúc thì bạn phải trì ngũ giới, tu thập thiện. Nếu muốn xuất tam giới thì bắt buộc phải tu hành theo bốn điều thanh tịnh trong Kinh Lăng Nghiêm dạy. Phải đoạn hẳn sát, đạo, dâm, vọng. Nếu muốn thành Phật Bồ Tát thì phải tu lục độ. Tùy theo chí hướng với tâm nguyện mà người ta phải trải qua nhiều cuộc khảo thí. E rằng so với đường tăng trong Tây Du Ký không phải chỉ có 84 nạn mà có thể nhiều đến 84.000 nạn. Những ai phỉ báng hiền thánh tất phải chân thành sám hối thì mới có thể diệt trừ quả báo địa ngục. Có người thấy sư phụ vừa viên tịch đã lập tức phản bội, chẳng tuân thủ lời dạy, còn bài xích, chống đối, kết bè, dựng phái, chẳng hề biết hành động khi sư diệt tổ này sẽ khiến mình sau khi chết phải vào địa ngục A Tỳ thọ tội không có ngày ra. Quý vị thân mến, trên đây chúng ta tìm hiểu về ba điều không nói, ba việc không làm và ba việc không kết giao để hướng một cuộc sống của ta chất lượng nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn trong tương lai. Phàm ở đời luôn có công thức xung quanh ta, chỉ cần nắm bắt được nó và thuận theo thì vạn sự sẽ bình an. Phật dạy, đừng vì tiền bạc mà làm hại nhau. Phật dạy chúng ta phải biết muốn ít, biết đủ để ngăn ngừa lòng tham lam của mình. Khi nào chúng ta cảm thấy đủ thì sẽ an ổn, nhẹ nhàng. Nên kinh dạy, ái dục là cội gốc của luân hồi sinh tử. Hầu như tất cả những nỗi khổ, niềm đau, tội ác trên thế gian này đều do ái dục và lòng ham muốn quá độ mà ra. Tiền bạc của cải là phương tiện trao đổi để sử dụng hữu ích trong mối quan hệ của đời sống như ăn uống, ngủ nghỉ là nhu cầu cần thiết của con người. Về cơ bản, con người là chúng sinh có dục, do dục mà được sinh ra và hiện hữu. Con người cần có các nhu cầu ăn, mặc, ở, bệnh, nghỉ ngơi, giải trí, hoạt động đi lại, giao tiếp và thưởng thức các cảm xúc khoái lạc giác quan, vân vân. Con người không thể sống mà không ăn uống, ngủ nghỉ, vui chơi, giải trí, thư giãn sau khi làm việc. Tài sản của cải vật chất vốn là huyết mạch để bảo tồn sự sống cho tất cả mọi người. Mạch nhảy, máu lưu thông, chạy khắp cơ thể, nên con người mới sống và tồn tại. Tài và khả năng con người có được nhờ học hỏi, nghiên cứu, tìm tòi, luyện tập và biết vận dụng phát huy vào trong đời sống để mưu cầu hạnh phúc.
Ở đời ai cũng có tài, dù nhiều hay ít, tùy theo khả năng của mỗi người. Từ tài năng đó, có người làm ra đồng tiền để nuôi sống bản thân, gia đình và góp phần xây dựng an vui, hạnh phúc cho xã hội. Tài sản nói chung bao gồm tất cả phương tiện vật chất liên quan đến đời sống con người, trong đó có vàng, bạc, tiền, nhà cửa và ruộng đất. Ngày xưa, khi con người chưa biết xài tiền nên chỉ trao đổi hàng hóa bằng các phương tiện vật chất để đáp ứng nhu cầu sinh sống. Sau này, con người văn minh, tiến bộ nên chế ra tiền để làm phương tiện cân bằng giá trị vật chất. Tiền là đầu mối quan trọng làm con người đam mê, phát huy tài năng để có được nhiều tiền. Mặt phải trái của sự giàu có. Ai cũng có ước mơ mình sau này trở nên giàu có, trừ những người đã đang sống trong những gia đình khá giả. Và ai cũng có thể ước mơ mình có khối tài sản khổng lồ, những căn biệt thự với sân vườn đẹp mắt, có hồ bơi, các loại xe sang, máy bay riêng để thỏa mãn những gì mình mong muốn. Vậy, điều gì đã xảy ra với những người đã đạt được những gì họ tham vọng và mong muốn? Tiền có thể mang lại những đổi thay trong cuộc sống theo hai hướng tích cực và tiêu cực. Một gia đình khi làm ăn được lợi nhuận càng nhiều thì tham vọng càng lớn, thuyền to sóng lớn. Tuy nhiên, có rất nhiều người rất ham thích tiền, mê tiền đến nỗi lãng quên trách nhiệm đối với gia đình, người thân. Người có nhiều tiền của chỉ mang lại sự thoải mái về các phương diện vật chất, nhưng rất lo lắng và sợ hãi. Cho nên, họ hay tìm kiếm các thầy tướng số để chỉ bài cách gìn giữ của cải. Họ không biết rằng, hiện tại, giàu có là do biết gieo trồng phước báo nhiều đời, nên ngày nay mới có được như vậy. Sự thoải mái về vật chất đủ đầy không tạo nên hạnh phúc hay sự mãn nguyện, thậm chí có thể làm cho chúng ta có rất nhiều kẻ ganh ghét, tật đố, muốn hãm hại vì quy luật cạnh tranh để tồn tại. Sống thoải mái về mọi phương diện vật chất là điều tốt, nhưng cảm nhận được sự bình yên, hạnh phúc mới là lý tưởng sống lâu dài. Sự giàu có cũng làm bộc lộ ra bản chất của con người. Nếu chúng ta là một người hiểm độc, việc trở nên giàu có sẽ khiến người đó trở nên mưu ma chước quỷ hơn. Ngược lại, nếu chúng ta là người nhân từ đức độ, thì việc giàu có đó sẽ đóng góp lợi ích thiết thực cho xã hội. Sự giàu có cũng làm ảnh hưởng đến mối quan hệ với gia đình, bè bạn và xã hội. Một số người sẽ trông đợi sự giúp đỡ của chúng ta để được hưởng lợi ích. Và ta cũng nên suy nghĩ những người này có quý mến mình thực sự hay không, hay họ chỉ đến vì tiền. Phần lớn mọi người đều cho rằng sự giàu có mang lại nhiều lợi ích thiết thực hơn cho gia đình họ. Tuy nhiên, có nhiều tiền vẫn tốt hơn khi chúng ta bệnh tật, phải cần có một số tiền lớn để giải phẫu, nhờ vậy có thể thoát được chết chóc đau thương. Có tiền để giúp đỡ gia đình người thân, và rộng hơn nữa là để đóng góp lợi ích cho xã hội khi cần thiết. Sự thoải mái trong đời sống vật chất với đầy đủ tiện nghi không thể đem đến hạnh phúc thực sự hay sự mãn nguyện lâu dài. Bởi vì lòng tham lam của con người như giếng sâu không đáy. Nó sẽ làm cho ta bất an, lo lắng và sợ bị hao hụt, mất mát. Khi chúng ta đã quen với nếp sống cao sang quyền quý, mọi nhu cầu đều có người phục dịch sẽ làm cho cái ngã của ta lớn thêm lên. Bởi ta nghĩ rằng mình là trung tâm của vũ trụ, là thầy của thiên hạ, là ta, là của ta, nên ta càng ngã mạn, chẳng coi ai ra gì. Nếu ta biết sử dụng đồng tiền đúng chỗ thì sẽ đem lại lợi lạc cho chính mình, gia đình, người thân và đóng góp lợi ích thiết thực cho xã hội. Chính vì thế, tiền là huyết mạch của sự sống, để mọi người phấn đấu
xây dựng bằng tài năng của chính mình qua sự làm việc và đóng góp. Có nhiều người nghĩ có tiền là hạnh phúc. Thật ra tiền chỉ đem lại sự sung mãn về vật chất. Nó không phải là yếu tố chính trong hạnh phúc. Tiền là vật vô tri do con người tạo ra. Nhiều người không hiểu nên bị đồng tiền sai sử, chi phối mà làm những điều xấu ác. Do nhu cầu sự sống, ai cũng cần phải có tiền để nuôi sống bản thân và gia đình. Nhưng đồng tiền làm ra phải bằng mồ hôi nước mắt của chính mình. Thật ra, ai cũng mơ ước đáng quý và trân trọng lớn lên có một việc làm ổn định. Có vợ hoặc chồng và có con để xây dựng hạnh phúc gia đình, góp phần an sinh đời sống cho xã hội. Kinh Pháp Cú dạy: dầu mưa bằng tiền vàng, các dục khó thỏa mãn. Dục đắng nhiều, ngọt ít, biết vậy là bậc trí. Phật còn đưa ra một thí dụ khác. Người đam mê đắm say chạy theo ngũ dục quá đáng thì chẳng khác gì người khát nước mà uống nước muối, càng uống thì càng thêm khát. Chính vì vậy, Phật dạy chúng ta phải biết muốn ít, biết đủ để ngăn ngừa lòng tham lam của mình. Khi nào chúng ta cảm thấy đủ thì sẽ an ổn nhẹ nhàng. Nên kinh có dạy, ái dục là cội gốc của luân hồi sinh tử. Hầu như tất cả nỗi khổ, niềm đau, tội ác trên thế gian này đều do ái dục và lòng tham muốn quá độ mà ra. Một đời sống có ý nghĩa và giá trị là một đời sống không quá lệ thuộc vào phương tiện vật chất, nhưng không thể không có tiền bạc và tài sản. Vì nó là phương tiện để nuôi sống chúng ta, để đảm bảo một đời sống tốt đẹp hài hòa. Phật dạy, người cư sĩ có quyền làm ra tiền bạc của cải một cách chính đáng, nghĩa là từ sự tinh cần siêng năng bằng đôi bàn tay và khối óc của mình để tạo dựng một cuộc sống ấm no hạnh phúc cho bản thân, gia đình, người thân và đóng góp lợi ích thiết thực cho xã hội. Tuy nhiên, sự giàu có về vật chất chỉ đáp ứng nhu cầu đầy đủ sự sung túc cho con người. Hạnh phúc thực sự trong cuộc sống không phải là người có nhiều tài sản, tiền bạc, quyền quý, thế lực, nhà cao cửa rộng, mà chính là tự do không bị ràng buộc bởi tham lam, sân hận và si mê. Đó là một thứ hạnh phúc chân thật lâu dài. Dù chúng ta có nhiều tiền bạc, vẫn không thể mua bán, đổi chác được. Do đó, ngoài việc nhiều tiền bạc của cải, có cơ hội phục vụ tốt cho gia đình, đóng góp cho đời sống, chúng ta cần phải thăng qua đời sống tinh thần, phát huy con người tâm linh. Nên đời sống trong chánh niệm, tỉnh giác, mở rộng tấm lòng từ bi thương xót muôn loài bằng tình người trong cuộc sống. Nhờ vậy, chúng ta biết dung bồi, xây dựng tài sản tâm linh, nên các tâm tư mê muội không có cơ hội xen vào như toan tính hơn thua, tranh chấp hận thù, tàn sát giết hại lẫn nhau, làm tổn thương nhân loại. Tiền bạc của cải có thể giúp ta giải quyết nhiều thứ trong cuộc đời. Nên trước tiên, ai muốn bảo tồn sự sống là cần phải có tiền. Nhưng tiền bạc của cải khi có thì ta phải biết sử dụng như thế nào cho hợp lý. Một người công dân muốn sống an vui hạnh phúc thì phải biết sử dụng 4 yếu tố căn bản sau đây. Có công ăn việc làm ổn định, nuôi sống bản thân và luôn thường xuyên trau dồi công việc nghề nghiệp được tốt đẹp. Tiền bạc làm ra bằng nghề nghiệp chân chính và phải biết cách gìn giữ, không để thất thoát. Phải biết chi tiêu cân đối, hài hòa, không nên hoang phí quá mức. Tiền làm ra ít mà muốn xài nhiều, hoặc tiền bạc làm ra nhiều mà không dám xài vào việc có lợi ích, thành ra bỏng sẻn. Tiền bạc và tài sản là phương tiện để con người sinh sống, phục vụ cho cá nhân có nhu cầu ăn mặc ở hàng ngày. Muốn vậy, trước hết ta phải có một việc làm ổn định về lâu về dài. Nhưng nghề nghiệp mình chọn không làm tổn hại cho nhân loại. Các nghề nên tránh như mua bán vũ khí, nô lệ, phụ nữ,
các chất gây say, gây nghiện như rượu, xì ke, ma túy, chế tạo thuốc độc hoặc trực tiếp sát sinh hại vật bằng nhiều hình thức. Có nhiều người vì sĩ diện, bản ngã, muốn chứng tỏ đẳng cấp giàu sang bằng người hoặc hơn người, nên đã vay nợ, xây dựng nhà cửa khang trang dù nhu cầu không cần thiết. Do đó, lún sâu vào nợ nần dẫn đến tán gia bại sản, bởi họ không biết bằng lòng với hiện tại. Đa số chúng ta, ai cũng nghĩ có thật nhiều tiền bạc và của cải là hạnh phúc. Đó là điều nhầm lẫn quá lớn của nhân loại. Nên khi có quyền lực trong tay thì tìm cách dơ dét gom góp về cho riêng mình. Nhưng tiền bạc làm ra từ sự phi pháp đó rất khó mà tồn tại lâu dài. Khi có nhiều tiền thì phải hưởng thụ, vui chơi trác tán, dễ dẫn đến sa đọa, làm mình và người khổ đau, làm mất hạnh phúc gia đình và tác hại xấu đến xã hội. Tiền làm ra không bằng mồ hôi nước mắt của chính mình thường bị năm nhà cuốn trôi: nhà lũ lụt, nhà hỏa hoạn, nhà trộm cướp, nhà vô quan tịch thu, và con cái bất hiếu, phá sản, cùng các tai nạn bất ngờ khác. Chính vì để thỏa mãn lòng tham dục thì con người phải lao đầu vào gian khổ để tranh giành được mất hơn thua mà tạo thêm nghiệp si mê không có ngày thôi dứt. Thí dụ, trước đây chúng ta có một chiếc xe máy, rồi chúng ta ước mơ muốn có xe hơi. Khi được xe hơi rồi lại muốn xe siêu sang hiện đại. Con người ta sẽ khó dừng lại khi mình không chịu bằng lòng với hiện tại, vì lòng tham con người như giếng sâu không đáy. Nó như vậy không phải để chúng ta bi quan mà không chịu cố gắng siêng năng làm ăn nữa. Chúng ta vẫn làm việc phục vụ bằng cả khối óc và con tim, bằng mồ hôi xương máu của mình để không làm tổn hại người khác. Hơn nữa, tiền của tuy cần thiết cho cuộc sống, nhưng đâu phải lúc nào nó cũng mang lại hạnh phúc và an lạc cho chúng ta đâu. Thực tế cho thấy, có những gia đình lúc còn nghèo khó thì mọi người sống rất hòa thuận, vui vẻ với nhau. Nhưng đến khi giàu có rồi thì tình cảm vợ chồng con cái anh em lại bị sứt mẻ và đổ vỡ bởi lòng tham quá độ. Vì lòng tham lam quá đáng mà con người ta có thể nhẫn tâm làm tổn hại người khác để có tiền nhanh chóng. Một số người đã tán tận lương tâm, làm ăn phi pháp như mua bán vũ khí, mua bán phụ nữ, mua bán xì ke ma túy vì lợi nhuận quá cao, tạo ra nhiều băng nhóm tội phạm gây nguy hiểm cho loài người, dẫn đến sự thiệt hại lớn lao của nhân loại về mặt vật chất lẫn tinh thần. Người Phật tử chân chính vì lòng từ bi thương xót chúng sinh nên không được kinh doanh, mua bán các loài chết người đó. Tiền bạc tài sản nếu sử dụng không đúng mục đích thì trở thành rắn độc. Nhưng thiếu nó lấy gì để chúng ta sinh sống mà dấn thân phục vụ hoằng pháp lợi sinh? Mục đích của cuộc sống không phải là giàu có, nhiều tiền của mới là hạnh phúc, mà chúng ta phải biết bằng lòng với những gì đang có trong hiện tại. Không nên đua đòi, bắt chước, làm bằng người khi ta không có khả năng và điều kiện. Tiền bạc chính là người đầy tớ tốt khi ta biết làm chủ đồng tiền, sử dụng vào việc chi tiêu hàng ngày tùy theo hoàn cảnh của một cá nhân và gia đình. Sức mạnh của đồng tiền thực ghê gớm. Nó có thể làm cho con người say mê, điên đảo, bất chấp mọi thủ đoạn. Người có tiền nếu biết sử dụng đúng cách vẫn đỡ hơn người không có tiền, như khi có bệnh hoặc giải quyết một số vấn đề cấp thiết. Người có tiền có bệnh hay không, có già hay không, có chết hay không? Nếu có thì phải có khổ. Tuy nhiên, người có tiền có phước vẫn đỡ hơn người nghèo khó bất hạnh ở chỗ sung túc đầy đủ về vật chất. Người tham muốn quá đáng, dù tiền kho bạc đóng, nhà ngang dãy dọc, đất ruộng cò bay thẳng cánh, cũng chưa cho là vừa, mà vẫn còn mong muốn được nhiều hơn nữa. Do đó, người giàu hay kẻ nghèo,
đều phải biết tu tâm dưỡng tính thì sẽ chuyển qua được bất hạnh. Khổ đau trở thành an vui, hạnh phúc, ngay tại đây và ngay bây giờ. Tiền bạc, nói cho cùng, cũng chỉ là phương tiện để trao đổi hài hòa các nhu cầu cần thiết trong xã hội. Nếu ta không biết dùng tiền đúng chỗ, đúng nơi, hoang phí một cách vô bổ để phục vụ cho cá nhân và cộng đồng xã hội, thì tiền bạc đó trở thành vô nghĩa. Chính vì thế, đồng tiền làm ra phải chân chính, nếu không thì vô cửa trước, luồn cửa sau, hoặc có mà không đóng góp vào việc lợi ích cho mọi người, thì ta sẽ trở thành kẻ tham lam, bỏng sẻn, keo kiệt. Chúng ta có thể sống an lạc, hạnh phúc khi biết đủ và sẵn sàng làm lợi ích cho nhiều người. Ông bà chúng ta cũng thường dạy hãy nên gieo nhân tốt, giúp người cứu vật, để lại phước đức cho con cháu sau này. Bởi chăng kiếp trước khéo tu, ngày nay con cháu dõng dù thênh thang. Phật dạy, khi gặp chuyện bất trắc thì nên làm bốn điều sau. Phước lành không mời mà đến. Kính thưa quý vị, thực sự có ai đó trên thế giới này có thể sống một cuộc sống êm đềm mà không gặp trở ngại và đau khổ hay không? Khi gặp chuyện không như ý thì chúng ta nên làm gì? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây. Thứ nhất là không tức giận khi phải đối mặt với sự cố. Khi gặp chuyện không như ý thì nên làm gì? Không tức giận hay than phiền là một loại tu luyện. Như bạn biết đấy, con người ta sẽ luôn gặp những điều không vui trong cuộc sống hoặc gặp phải những người khó ưa. Nhưng một số người trở nên cáu kỉnh và bồn chồn khi họ gặp phải điều gì đó chưa vừa ý, rồi đổ dồn sự nóng nảy bực tức lên đồ vật hoặc những người xung quanh. Điều này thật khá trẻ con. Mất bình tĩnh không giải quyết được vấn đề nào hết, mà chỉ khiến cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Phản ứng đầu tiên của một người khôn ngoan khi đối mặt với sự cố thực sự không phải là phàn nàn hay nổi nóng, mà là bình tĩnh và tìm hiểu xem có gì không ổn, sự việc ra sao. Hãy tìm hiểu kỹ vấn đề và sau đó nghĩ ra các biện pháp đối phó để giải quyết nó thay vì nổi máu điên lên. Câu chuyện về sự tức giận sau đây sẽ giúp bạn hiểu thêm phần nào. Chuyện kể rằng, một cặp vợ chồng đang lái xe về nhà thì người vợ vô tình điều khiển xe tông vào trụ cứu hỏa, khiến cho xe bị lật và cả hai đều bị thương. Trong lúc người chồng còn đang bàng hoàng, anh ta thấy vợ vẫn ổn nên anh ta vẫn tỏ ra vui vẻ, bình tĩnh, yêu cầu chụp ảnh chung với vợ để ghi lại khoảnh khắc này. Thử nghĩ xem, nếu thay vào đó là một người chồng mất bình tĩnh khi gặp khó khăn, lập tức đổ lỗi cho vợ không lái xe tốt, lại còn đánh lái ngay từ đầu, thậm chí còn cãi nhau, rồi hỏi, em có biết lái xe không? Thì có giải quyết được chuyện gì hay không? Tất nhiên là không. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, nóng giận không có ích lợi gì hết. Đừng thỏa mãn cơn bực tức của mình bằng cách chăm chăm đổ lỗi cho người khác mà không nghĩ đến hậu quả về sau. Thay vì nổi cáo, chửi bới, thì bình tĩnh, hít thở sâu, bạn sẽ thấy mọi chuyện nhẹ như lông hồng. Trong cuộc sống của người lớn, có một loại tu luyện gọi là không nổi nóng khi có chuyện. Không nóng giận, nhìn thấu đáo, suy nghĩ thoáng và buông bỏ là một kỹ năng và một khuôn mẫu sống đẹp. Trước những khó khăn khác nhau trong cuộc sống này, hãy học cách kiềm tính khí, không nóng giận, chấn chỉnh tâm lý, lạc quan đối mặt với mọi thứ để sống một cuộc đời hạnh phúc. Thứ hai là khi gặp phải những thay đổi đột ngột, không hoảng hốt. Không phải cuộc đời ai cũng thuận buồm xuôi gió. Khi gặp phải những biến động, khả năng thích ứng của một người ở mức độ lớn sẽ quyết định thành quả của người đó. Vào thời nhà Tống, có một người đàn ông sinh ra 4 người con trai. Để kiểm tra xem con trai nào xứng đáng với chức tể tướng, ông chỉ thị cho cô hầu gái
cố tình đập vỡ một viên ngọc bích quý ở sân nơi bốn đứa trẻ chơi đùa. Chứng kiến toàn bộ quá trình đập ngọc, ba trong số bốn người con vội chạy về báo với người vợ một tiếng. Chỉ có người con thứ tư là đứng đó nhìn làm như không có chuyện gì xảy ra. Thấy vậy, người cha liền hỏi, ngọc đã vỡ rồi sao con không hoảng hốt hay về báo với ta? Chàng trai bình tĩnh đáp, thưa cha, viên ngọc cũng đã vỡ rồi. Vậy con lo lắng hay hoảng hốt thì có ích lợi gì chứ? Nó đâu thể lành lại như cũ. Một người khi biến cố lớn mà giữ được tâm tĩnh sẽ không ngạc nhiên khi mọi việc xảy ra. Đó là một sự khoan dung hiếm có. Đúng như hoàng đế của hai triều đại cuối đời nhà Thanh đã nói, từ xa xưa, các bậc hiền triết càng gặp nhiều biến cố kinh thiên động địa thì họ lại càng bình tĩnh, làm như không có chuyện gì xảy ra. Cho nên họ cực kỳ giỏi và cứng rắn. Như lời người xưa nói, khi núi Thái Sơn sụp xuống trước mặt, sắc mặt không thay đổi. Khi sông Hoàng Hà lên tới đỉnh, mặt không hoảng sợ. Khi gặp phải những thay đổi trong cuộc sống, bạn phải học cách bình tĩnh, đối phó với nó, không hoảng sợ trước những thay đổi. Từ từ tu dưỡng một trái tim vững vàng thì mới sớm thoát khỏi nguy nan. Thứ ba, bị vu khống nhưng không cần tranh luận hay phản bác. Khi gặp chuyện không như ý thì ta nên làm gì? Nhất là khi bị người khác buộc tội hoặc vu khống một cách vô lý, không nên tranh luận hay phản bác lại đối phương. Sống trong thế giới trần tục, dù bạn là ai đi chăng nữa, sống tốt đến mức nào, bạn cũng sẽ bị người khác chỉ trích đàm tiếu và thỉnh thoảng sẽ bị người khác chế giễu, đồn thổi và vu khống. Nếu đối diện với những lời vu khống, vu cáo này, nếu không giải thích, không phản bác thì lòng người không xao động. Sau khi một vị tướng thời xưa dẹp yên cuộc nổi loạn của nhà vua, ngày càng có nhiều người vu khống và bàn tán về ông. Một số thì ghen tị với quyền lực của ông, trong khi những người khác không bằng lòng với những lời dạy của ông. Nhưng vị tướng vẫn không quan tâm đến điều này. Anh ta chỉ toàn tâm tu luyện tâm tính của bản thân, cố gắng hết sức để kế thừa ý niệm thuận theo lương tâm. Con người tự tu thân là thứ phẩm chất quý giá nhất. Nếu thực sự là hiền nhân, cho dù người khác có đến vu oan cho mình thì cũng bình tĩnh, vì dù ai nói ngã nói nghiêng cũng không gây tổn hại gì cho mình hay cho người cả. Làm vậy chẳng khác nào mây che mặt trời. Nhưng dù mây có che hết mặt trời thì sớm muộn cũng sẽ tan đi. Ánh mặt trời vẫn ló dạng và rực rỡ như bản chất vốn có của nó. Khi có tin đồn và vu khống, bạn không cần phải vất vả thanh minh, chỉ cần bạn sống lương thiện, công tâm, người tung ra tin đồn sai sự thật sẽ tự chuốc họa vào thân. Một người thực sự tu luyện, ngay cả khi đối mặt với những lời vu khống từ người khác, họ cũng vô cùng lịch thiệp. Họ sẽ đối mặt với những lời vu khống với một tâm thái bình tĩnh, chứ không hề hoảng sợ. Cây ngay không sợ chết đứng. Thứ tư, gặp khó nhưng không đánh mất trái tim trong sạch. Đường đời có những con đường êm đềm, cũng sẽ có những trũng thấp, chứ không hề êm đềm như trong những cuốn sách ngôn tình vẫn thường kể cho chúng ta nghe. Một người quá suôn sẻ thường không phải là điều tốt, sống hưởng thụ coi chừng là họa. Một khi gặp thất bại thì thường bị choáng ngợp. Còn những người đã trải qua sương gió, băng giá, mưa tuyết thì xem khó khăn là chuyện nhỏ như con kiến. Đó là trái tim của một người được thử nghiệm sương gió của cuộc sống. Trái tim của một người chỉ sau khi trải qua thất vọng, đau khổ và đấu tranh, người đó mới có thể trở nên mạnh mẽ, dứt khoát, có chính kiến của mình, dũng cảm tiến lên trong những hoàn cảnh khó khăn, không bị cuộc đời làm cho choáng váng và biết tự tìm lối thoát, không đánh mất lương tâm của mình. Khi một người có một trái tim mạnh mẽ, người đó có thể đưa cuộc đời mình vươn lên trong nghịch cảnh, bước ra một con đường khác thường và vượt qua muôn vàn khó khăn trong cuộc sống.
Chỉ khi bạn có một trái tim mạnh mẽ thì mới không phàn nàn về bản thân và không bỏ cuộc. Thái độ quyết định tất cả. Khi cuộc sống càng không như ý, bạn càng nên nạp năng lượng tích cực vào trái tim mình. Không nên suy sụp, nản chí và luôn động viên bản thân. Khi con người không suôn sẻ, thường có quá nhiều bực bội trong lòng, thậm chí còn có cảm giác là không thể níu kéo. Nhưng lúc này phải chịu đựng và kiên trì. Chúng ta phải có niềm tin chiến thắng trong cuộc sống, để trái tim tràn đầy năng lượng tích cực. Để trái tim tràn đầy ánh nắng và chính nghĩa, thì chúng ta sẽ mang lại may mắn cho bản thân, giúp cuộc sống trôi qua suôn sẻ hơn. Quả ra bốn thứ này sẽ hút sạch phúc khí của một gia đình. Nghe Đức Phật dạy mới ngộ ra. Kính thưa quý vị, tất cả những may mắn và bất hạnh xuất hiện và biến mất đều có lý do. Chúng ta hãy xem những thứ làm hao tổn phước của một gia đình nhanh nhất là gì để tránh xa nhé. Thứ nhất là tâm bất an, hút hết phúc lành. Trạng thái lý tưởng nhất của cuộc sống là mọi người sống hòa thuận với nhau và không tham gia vào quá nhiều việc làm hại lẫn nhau. Nhưng thực tế là ai cũng có những toan tính nhỏ nhặt của riêng mình. Tính toán quá chi ly, không có quá nhiều sự nhún nhường và thỏa hiệp. Chỉ có sự hiếu thắng của kẻ hám lợi mà thôi. Đến cả người thân trong nhà đôi khi còn ganh ghét nhau, làm khó với nhau. Lòng người có thể gói gọn trong chữ bồn chồn. Nếu một người bồn chồn, nó sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh người đó. Nếu một nhóm người bất an, sẽ ảnh hưởng đến nhiều gia đình. Từ góc độ tâm lý con người, nếu cuộc sống quá bình thường thì sẽ có người đến quậy phá. Nếu cuộc sống quá ổn định thì sẽ có người bất an. Nếu cuộc sống quá bình lặng thì sẽ có người phá hoại. Trái tim con người là thứ đáng sợ nhất trên đời này. Chính cái lòng không yên đã khiến người ta làm những việc này. Một khi con người trở nên bất an liên tục, không chỉ phước lành của bản thân họ sẽ bị mất đi, mà ngay cả phước lành gia đình của họ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nếu bạn đọc câu chuyện về giàu vật chất nhưng bất an, sẽ thấy bản thân mình có bao nhiêu ảo vọng, bất an để rồi tự đánh rơi phước lành của bản thân và gia đình. Thứ hai, tham lam sẽ hút đi vận may. Trên thế giới này, có bao nhiêu người đang chiến đấu, hay có bao nhiêu người buông tay, có bao nhiêu người đang cạnh tranh. Nếu một người tranh giành thứ không thuộc về mình, rồi trở nên quá cố chấp thì đó là đi ngược ý trời, sớm muộn cũng sẽ hiểu nhân quả không chừa một ai. Trong một gia đình, một số anh chị em tranh giành tài sản không phải của mình với những người ruột thịt. Kết quả là nó vừa phá hủy mối quan hệ gia đình, vừa biến những người thân xung quanh họ thành kẻ thù. Tất cả những gì thuộc về chúng ta, chỉ cần chúng ta cố gắng hết sức thì sẽ có được, không cần giành giật. Tất cả những gì không thuộc về mình, dù có ép buộc thế nào cũng chẳng được gì, đồng thời cũng làm hỏng cả phần đời còn lại. Nhân quả rất công bằng, nó có thể lấy lại những gì đã trao cho người không xứng đáng. Trên nhân đạo là thiên đạo, đừng xem thường ý trời. Gia đình nào mà càng có nhiều con cháu tham lam thì càng về sau, gia đình đó càng mất phước rất nhanh. Thứ ba, chính thái độ cầu nhanh hút đi vận may. Khái niệm nhanh đã khắc sâu vào tâm khảm của con người hiện đại. Nó chính là thứ làm hao tổn phước của một gia đình. Hầu hết mọi người nghĩ rằng miễn họ có tốc độ nhanh nhẩu thì quá trình của họ, mọi thứ đều có thể được đẩy nhanh. Thực ra cái gọi là đến vội, đi vội là sự thật mà nhiều người vẫn cố chấp, chưa chịu tin. Giống như việc kiếm tiền. Bạn thích kiếm tiền nhanh chóng, nhưng khi kiếm được rồi, bạn sẽ không quá coi trọng đồng tiền, tiêu pha rất hoang phí. Trong suốt quá trình này, bạn sẽ không khỏi băn khoăn tại sao người khác lại giàu có dễ dàng, trong khi họ lạc lối và kiếm tiền nhanh chóng. Sau một vài năm,
những người kiếm tiền nhanh chóng đã phá sản. Có những người kiếm tiền chậm nhưng đều đặn. Sống một cuộc sống ổn định và ngày càng tích lũy được nhiều tiền hơn. Nếu quá nhanh, xu hướng suy thoái sẽ xuất hiện trước khi bạn kịp giàu có. Không cần phải nhanh chóng trong mọi việc. Hãy cứ bình tĩnh, làm từng việc thật chắc chắn, thì cuộc sống sẽ ngày càng ổn định. Những người tham lam muốn giàu nhanh, kiếm tiền nhanh mà không cần tốn nhiều công sức, thời gian, thì sớm muộn cũng phá sản. 30 chưa phải là Tết, nên đừng có cười vội. Thứ tư, chính tư tưởng đổ lỗi cho người khác đã hút đi phước lành. Khổng Tử tin rằng, không nên đổ lỗi cho trời hay thiên vị người khác. Có đi học là đi lên, mới biết mình là ai. Là người quân tử không nên phàn nàn về số phận của bản thân, cũng không nên đổ lỗi cho người khác. Trời Phật có mắt, biết hết những gì chúng ta nói và làm. Phật dạy về số phận nói rằng, cuộc sống sắp đặt cho một số người đau khổ, gặp khó khăn, thực ra chỉ để rèn luyện tâm tính của họ. Thật là nực cười. Những người đã được trời mài dũa lại cảm thấy luật trời không công bằng và oán giận những người xung quanh họ, mà không biết rằng mỗi lần vượt qua khó khăn là mỗi lần bản thân được trưởng thành thông thái hơn. Tức giận không bao giờ là một điều tốt. Thử tưởng tượng xem, ví dụ như bạn vốn là một tiểu thư quyền quý, nhưng luôn phàn nàn về ông trời và những người xung quanh. Chẳng phải bạn đang sống như một người hèn hạ, đầy oán hận sao? Sống như thế thì làm sao có thể được ban phước? Đối với trời, bạn không nên phàn nàn, nhưng hãy kính sợ. Đối với những người xung quanh, bạn không nên trút giận, mà hãy trân trọng họ. Cuộc đời ngắn ngủi, tu tập không dễ dàng. Hãy sống cho hiện tại và trân trọng nó. Nhưng ngưng đổ lỗi cho người khác. Người biết hoan hỷ cho lỗi lầm của người khác là người cao cả. Biết tu tâm dưỡng tính là người xứng đáng có được may mắn. Dường như tất cả mọi người trong số chúng ta, không ai có thể phân biệt được rạch ròi đúng sai tất cả mọi sự việc. Có nhiều việc chúng ta làm tưởng chừng như đúng, nhưng thực ra lại là sai. Thí dụ như khi chúng ta thấy một người bạn của mình đang gặp phải chuyện buồn chán, chúng ta rủ rê người bạn ấy vào những trò chơi giải trí hoặc rượu chè để khuây khỏa. Mình cứ nghĩ là đang giúp bạn, nhưng hóa ra là vừa hại bạn vừa hại của chính mình. Kính thưa quý Phật tử và các bạn, những việc sai mà cứ tưởng đúng như vậy trong đời sống hàng ngày, chúng ta đã làm rất nhiều. Sở dĩ chúng ta không phân biệt được đúng sai là vì trí tuệ của chúng ta còn rất kém. Những bậc thánh có trí tuệ càng cao thì càng phân biệt được nhiều việc đúng sai, đoán biết được hậu quả mai sau của từng hành động, lời nói và suy nghĩ. Cho nên, muốn tránh được nhiều lỗi lầm, chúng ta phải nâng cao trí tuệ của bản thân mình. Để nâng cao trí tuệ, trước hết chúng ta phải có lòng tin vào luật nhân quả. Nếu không có lòng tin vào luật nhân quả, suốt đời chúng ta sẽ chìm trong u tối. Chúng ta chỉ giải quyết được những chuyện thấy trước mắt và bằng những cách mê tín. Thí dụ như một người đi cầu xin số để trúng số đề, hay một viên chức cố tìm cách làm giàu bằng biển thủ công quỹ. Nếu biết và tin vào luật nhân quả thì không ai mà lại làm những việc như vậy. Chúng ta cũng cần phải học và thực hành theo những lời dạy của Đức Phật. Ngài là một người thầy vĩ đại, đã để lại cho chúng ta những bài học vô cùng quý báu về cách tu sửa bản thân, cách nhìn nhận thế giới và con người một cách đúng đắn. Nếu chỉ học mà không thực hành thì chúng ta chẳng khác gì những con vẹt chỉ biết nói suông. Hiệu quả của việc học chỉ có được nếu có sự kiên trì thực hành. Để tiếp cận giáo lý của Đạo Phật, chúng ta nên thường đến các chùa nghe kinh, nghe các thầy giảng kinh, thuyết pháp. Cuối cùng, chúng ta phải có niềm tin yêu, ngưỡng mộ các bậc giác ngộ. Sự gia hộ của các ngài là một động lực lớn giúp chúng ta có thêm sức mạnh để vượt qua nhiều chướng ngại trên con đường học và hành đạo.
Cuộc sống là sự đan xen kết nối giữa các yếu tố vui buồn, sướng khổ, hạnh phúc bất hạnh, thành công thất bại. Sự giàu nghèo được mất, lên xuống luôn tồn tại song hành, hiện hữu trong đời sống thực tại như một quy luật bất biến của tạo hóa. Con người cũng tùy theo nhân duyên, nghiệp lực và nhân quả của mình mà đón nhận những điều tốt xấu vui buồn khác nhau. Học triết học, đọc giáo lý nhà Phật, rồi chú ý suy tư, chiêm nghiệm, trải nghiệm với cuộc sống, tôi mới nhận thức được điều đó. Tôi sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở khúc ruột miền Trung, quanh năm hứng chịu nhiều thiên tai bão lụt. Từ nhỏ bản thân đã kém may mắn, chưa đầy 4 tuổi thì một cơn bạo bệnh đã cướp đi người mẹ thân yêu của tôi. Cái nghèo cái đói cứ đeo đẳng quanh năm suốt tháng như một điệp khúc trần ai. Phải chăng chính hoàn cảnh cơ cực ấy đã tôi luyện hun đúc nên một con người chững chạc trước tuổi, đã làm cho tôi sớm có ý thức tự chủ trong cuộc sống và mưu sinh. Lớn lên được đi học, rồi đi bán nước chè xanh, hái rau, móc củi làm thuê. Những việc đó tôi đều đã trải qua và được mệnh danh là đứa trẻ biết lao động sành điệu nhất nhì trong làng lúc đó. Khi đã trưởng thành, nhiều lúc tâm trạng cảm thấy buồn, cô đơn, trống trải, hụt hẫng, như mình vừa đánh mất một thứ gì đó to tát lắm, hoặc là buồn vu vơ không căn cứ. Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn. Những lúc đó tôi muốn buông xuôi mọi thứ, rũ bỏ tất cả, muốn đi thật xa. Thế rồi chính nguồn tri thức từ sách phổ thông, giáo trình đại học, đặc biệt là kinh sách Phật giáo đã giúp tôi có sự hiểu biết nhất định về thế giới quan. Đó là quan điểm, cách nhìn nhận của con người về thế giới vũ trụ, đã lấp dần lỗ hổng trong tâm hồn của tôi, đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi vượt qua tất cả, tiếp tục vươn lên, sống có ý nghĩa. Và tôi đã thực hiện chiến thắng bản thân mình trong hoàn cảnh, điều kiện khó khăn phức tạp của cuộc sống này. Nay tôi nhìn đời bằng ánh mắt không thiên vị, thực hành sống khoan dung, chia sẻ với mọi người trong điều kiện của bản thân mình. Đối với tôi, dù ai đó có cuộc sống sung túc phú quý đến cỡ nào, hay là nghèo hèn cơ cực, khốn đốn đến bệ rạc, tôi đều tập nhìn bằng nhãn quan bình đẳng của căn nhà hiền triết ngày xưa. Cảm nhận mọi vấn đề xung quanh mình bằng tâm hồn và lý trí khách quan trong sáng. Và tôi nghĩ rằng đó là cách sống vui trong mọi hoàn cảnh. Ba tôi thường xuyên nhủ con cháu rằng phải sống thật, dùng lý trí để soi xét phân định các lẽ ở đời. Có những người khi đến nhà cao cửa rộng thì tỏ ra thái độ sợ sệt khúm núm. Có người thấy nhà cửa người ta tền toàn rách rưới thì tỏ ra thái độ hiên ngang coi thường. Ba tôi thường nói dí dỏm là cái nhà là giả, dựng lên đập xuống thật đơn giản, con người mới khó dựng khó đập. Thật đúng với câu nói của người xưa, dạng sơn di cải, bản tính nan di, tức là sông núi dễ đổi, bản tính khó thay. Dẫu biết cuộc sống vui buồn, hạnh phúc hay đau khổ cũng do chính mình tạo tác và phải đón nhận, dù mình khoan hỷ hoặc không. Hàng ngày trong các mối quan hệ ràng buộc với gia đình, dòng tộc, làng xã, cộng đồng xã hội, tôi luôn thực hành sống vui trong hiện tại, thực tập sống tri túc, tức là biết đủ, để tạo cho mình một tâm hồn thoải mái, nhẹ nhàng, thanh thản, cho dù cuộc sống phải đối diện với nhiều khó khăn, thử thách gian nan. Tôi đang trên hành trình tìm kiếm lại chính mình, tìm kiếm cái vui, góp nhặt niềm vui cho cuộc sống thường nhật từ những điều nhỏ nhặt bình dị nhất, với phương châm cái buồn ta gạt, cái vui ta bòn. Suy gẫm lời Phật dạy về đạo đức gia đình. Gia đình đóng vai trò là tế bào của xã hội, nhưng bản thân nó lại giống như một cái xã hội thu nhỏ. Do vậy, quan hệ đạo đức trong gia đình là cái khởi đầu cho quan hệ đạo đức trong xã hội. Trong kinh Thi Ca La Diệt, Phật dạy bổn phận làm chồng có 5 điều đối với vợ, và làm vợ cũng có 5 điều đối với chồng. Bổn phận làm cha mẹ
có 5 điều với con cái, và con cái cũng có 5 điều với cha mẹ. Vợ thờ chồng có 5 việc. Một là chồng đi đâu về phải đứng dậy nghênh tiếp. Hai là khi chồng đi khỏi phải lo mọi việc nấu nướng, quét dọn chờ chồng về. Ba là không được có lòng dâm dục với người khác. Chồng có trách mắng cũng không được có thái độ trách mắng lại. Bốn là hãy làm theo lời chồng răn dạy, có nhặt được vật gì cũng không được che giấu. Năm là khi chồng ngủ nghỉ phải lo sắp xếp xong rồi mới đi ngủ. Chồng đối với vợ cũng có 5 điều. Một là đi đâu phải cho vợ biết. Hai là việc ăn uống đúng giờ, cung cấp áo quần cho vợ. Ba là phải cung cấp vàng bạc châu báu. Bốn là những vật ở trong nhà nhiều ít đều phải giao phó cho vợ. Năm là không được ngoại tình bằng cách nuôi dưỡng hầu hạ chuyển tài sản. Đây là mối quan hệ hai chiều sòng phẳng. Nó khác hẳn với tư tưởng quan hệ một phía, quân thần phụ tử, và coi khinh người phụ nữ của Nho giáo. Ngẫm ra, người ta chỉ cần thực hiện đúng những lời dạy của Phật thì thiết nghĩ gia đình trong thiên hạ hạnh phúc hơn rất nhiều. Trong gia đình, quan hệ vợ chồng là điểm xuất phát, làm cơ sở cho các mối quan hệ khác, vì thế nó rất quan trọng. Thực tế không ít trường hợp gia đình hạnh phúc hoặc bất hạnh, và điều đó để lại di chứng cho thế hệ sau cũng xuất phát từ mối quan hệ này. Nhân tiện cần nói thêm, ngay những đứa trẻ sinh ra trong một gia đình bất hạnh thì những thiệt thòi của chúng đã ghi vào tâm khảm. Những thiệt thòi ấy, những mặc cảm ấy thường có khi cả đời chúng cũng không thể xóa được, và cũng không có gì để bù đắp lại được. Tác giả đã từng đi tìm hiểu về số phận của những con người hư hỏng thì thấy rằng phần lớn đều xuất phát từ những gia đình bất hạnh. Mọi người cũng biết rằng tình yêu là mơ mộng, nhưng hôn nhân là trách nhiệm, và đây thực sự là việc chiến lược của một đời người. Với tầm quan trọng như vậy nên Phật có dạy về 4 loại sống chung: đê tiện nam sống chung với đê tiện nữ, đê tiện nam sống chung với thiên nữ, thiên nam sống với đê tiện nữ, thiên nam sống chung với thiên nữ. Kinh Lăng Chi. Khi đưa ra 4 loại sống chung, Phật giảng giải cả một đoạn dài về vấn đề này. Chủ yếu Ngài lấy ngũ giới để làm tiêu chí cho chúng ta. Cuối cùng Ngài khẳng định một cuộc sống lý tưởng: thiên nam sống chung với thiên nữ, và cả hai người đều phải có đạo đức tốt và sống lương thiện. Một điều đặt ra là không phải ngay từ đầu người ta đã có phẩm chất của một thiên nam hay là thiên nữ, mà cái này phải tu luyện, nhiều khi phải tu luyện gian khổ để trở thành lối sống và nếp sống. Như vậy, ngay trong một gia đình, tất cả mọi người chí ít cũng phải lấy ngũ giới là tiêu chí để giữ mình. Chỉ đơn cử không ít những trường hợp vì say rượu sinh ra những hậu quả không lường trước được, như cha giết con, chồng hại vợ, anh em chia lìa, kiện cáo lẫn nhau, để rồi gia đình tan nát. Phổ quát hơn, con người nói riêng phải biết chế ngự và đi đến từ bỏ tập khí sinh tử, đó là tham, sân, si. Nó bắt nguồn từ ái dục, cho nên ái dục là nguồn gốc của mọi đau khổ. Khái quát thì tất cả những hiện tượng gây rắc rối cho xã hội hiện nay, suy cho cùng nó đến từ cái tâm hữu ngã mà ra. Từ quan hệ vợ chồng, chúng ta có thể mở rộng đến quan hệ ông bà và cháu chắt. Đồng thời nếu giữ được các giới đó thì rõ ràng ít ra cũng có thể gọi là một gia đình hạnh phúc. Tuy chưa có điều kiện thống kê, nhưng cũng phải thừa nhận rằng những gia đình có đạo, bất kể là đạo nào, thường có nếp sống đạo đức, văn hóa tốt hơn. Đồng thời những vụ ly hôn, đổ vỡ cũng ít hơn gấp nhiều lần so với những gia đình không có đạo. Đây là một điều cũng đáng để chúng ta suy ngẫm. Phải chăng Trần Tế Xương đã hơn một lần nhận xét là nhà kia lỗi đạo? Một thực tế cho thấy hiện nay các gia đình Phật tử ít nhiều người ta đã thực hiện có hiệu quả và thiết thực những điều Phật dạy về hạnh phúc gia đình.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn quý Phật tử và quý khán thính giả đã dành thời gian theo dõi chương trình này của chúng tôi. Nếu thấy hay và ý nghĩa, quý vị có thể góp ý trao đổi và chia sẻ nội dung này đến với những người mà mình quan tâm. Hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt. 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 Thân ái chào.